Tôi mới biết hai cái món này lạ cực luôn, anh em muốn biết món nào trước? Thôi, món này trước nhá. Đuôi lợn thì anh em sẽ luộc xương xương với một tí muối, thêm tí nước gạo lên men nữa. Mục đích thì để cho nó chín qua và cho nó đỡ mùi. Ê, tôi chọn mua đuôi lợn luộc sẵn. Nhiều bạn bảo là luộc xong đuôi lợn thì sẽ cho vào nước đá. Thì mục đích của việc đấy nó sẽ là cho cái phần da nó giòn hơn, làm cho cái đuôi lợn cảm giác ăn nó sẽ không bị nhũn. Cái đuôi mua sẵn này thì mình thấy nó cũng khá là cứng cứng đàn hồi đấy, chắc là người ta cũng làm như thế đấy. Còn đây, món lạ thứ hai đây anh em ơi. Hai quả bia này gần đây khá là nổi ấy, mình đi đâu mình cũng gặp luôn. Mình có một vài người bạn cũng giới thiệu cho mình là thử cái quả bia này đi. Hôm nay đem về nấu thử luôn. Hành tỏi phi thơm. Làm tí hoa hồi. Quế người ta có một mẩu này, mình chơi cây nha. Giờ sẽ dùng cái dòng classic này để ninh nha. Mình thì mình cũng không biết đâu, nhưng mà đợt này thấy nổi nổi, xong mình vào siêu thị ấy, chót thấy thì là thôi mua cả hai loại luôn. Một loại để nấu, một loại tí uống thử. Cảm giác như cái mùi mạch nha nó khá là mạnh, khá là nặng. Cái mùi vị thì nó rất là thơm. Hay phết. À, người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia nhá. Còn cái lon này, nó kiểu nhẹ cực, kiểu vị chanh, nhẹ ơi nhẹ luôn. Thơm mùi chanh, chứ không kiểu mạch nha giống cái này. À, người dưới 18 tuổi thì không được uống rượu bia đâu nhá. Cái này là Tsingtao Lemon 0.0, hương chanh phù hợp với khẩu vị của phụ nữ. Ông nào nghiên cứu ra cái này nhở? Chị em phụ nữ có quả này ok này. Đặc biệt là có nồng độ cồn rất thấp. Một lon 330ml chỉ có 60 calo á. Thật không đây? 60 calo thật. Nó có hương thơm của hoa hồi nhưng mà sẽ có cái hương thơm nhẹ nhẹ của bia. Thử luôn nhá. Cái quả này thì ăn thoải mái không sợ say được. Cái thịt nó tưng 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 tưng, nó kiểu đàn hồi ấy. Nhìn phê không? Đã không? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ngon quá, phải làm sao đây? Ủa, cho mọi người xem luôn. Róc xương luôn. Quả này ok quá nhỉ. Ngon thế này thì phải làm ngụm thôi. Cái phần khúc dưới này nó sẽ nhỏ xíu và mềm nhất này. Kiểu mọi thứ nó cứ dính dính với nhau ấy, nhìn ngon phải. Cái đuôi lợn ngày xưa mình ăn thì nó khá là dài, mà đuôi lợn bây giờ mình mua thì nó lại có ngắn xíu này. Phần da bên ngoài nó dai dai đàn hồi, ăn nó sẽ không bị ngán. Đây nhá, bên ngoài nó vẫn sẽ có một cái lớp mỡ nhẹ nhẹ như này, nhưng mà yên tâm đi, cái lớp mỡ này nó không ngán. Cái công đoạn nấu ấy, thì mọi người cho vừa vừa gia vị với nước mắm thôi, tí nữa nó khô lại thì nó sẽ hơi mặn. Cá nhân mình nhá, hai dòng, một dòng classic và một dòng lemon này, thì mình thích cái quả lemon này uống ok hơn. Còn cái dòng classic này nó sẽ đậm cái vị mạch nha nên mình sẽ không thích bằng cái chanh, nhưng mà cả hai vị nó sẽ đều rất lạ. Mọi người nhìn thôi, mọi người đã có cảm giác là nó đàn hồi trong miệng rồi đúng không? Bia này có người đại diện là Taeyeon của Girl Generation. À, anh em chắc phải tầm đầu 9X ấy thì mới biết được cái nhóm nhạc này. Mình đầu 2 nhưng mà mình cũng biết. Ngày xưa ở trên cái trang bìa của vở ấy có mấy chị này, anh em không để ý đâu.